Tao. Chờ em nè. Mày về dẫn tao đi chữa mắt phải không? Bảy, bạn em. Và đây anh Mười, anh tao. À, chào anh Bảy. Thôi gái cha nội. Tới rồi đó. Mày không bác sĩ hả? Ừ. Giàu lắm. 6 tấm rồi. Rồi, mù truyền kiếp rồi. Ê, mà cái chuyện mày làm á, không có đúng đâu nha. Bây giờ còn cách nào nữa đâu? Tao mất tiền rồi. Tiền tao đem theo mất rồi. 600 triệu bây giờ đào đâu ra? Tại chú hết á. Nếu mà chú không có cờ bạc á, thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Chạy đâu? Anh ơi, nhìn đường anh ơi. Nó mù mà kêu nó nhìn đường. Cả cuộc đời em chỉ đi tìm người đàn ông chung tình. Ngồi yên. Tao dạy chứ lòng tao, tao đâu có muốn gả cho thằng cha giang hồ đó đâu. Tình yêu là thứ mà không thể nào cướp được, mà chỉ có thể đến từ con tim. Đời tôi cô đơn nên yêu ai. Tao nhìn tất cả bằng con mắt của mày Tám. Bây giờ mày gả tao như vậy, tao không biết tao sẽ làm sao đây. Tụi mình sắp sửa gặp một trong 7 kỳ quan của thế giới. Sao? Ai sẽ đi với tôi?